Thưa quý vị, thưa các bạn, Tây Nguyên là địa bàn có vị trí chiến lược về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, là vùng có trên 5 triệu hecta tổng diện tích đất nông nghiệp, chiếm 91,75% diện tích đất tự nhiên. Đây cũng là một trong những trung tâm sản xuất nông sản hàng hóa lớn nhất cả nước, với sự dồi dào về sản lượng và phong phú về chủng loại nông sản gắn với công nghiệp chế biến, phát triển du lịch sinh thái. Mới đây, tại diễn đàn kết nối chuỗi giá trị sản xuất và tiêu thụ nông sản vùng Tây Nguyên đã được tổ chức nhằm mở ra cơ hội để các tỉnh Tây Nguyên giới thiệu tiềm năng, lợi thế của tỉnh trong phát triển nông nghiệp, đồng thời tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước gặp gỡ, kết nối giao thương, hợp tác phát triển trong liên kết chuỗi sản xuất, tiêu thụ nông sản và tiêu thụ các sản phẩm OCOP. Tại diễn đàn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, năm 2021, nông nghiệp Tây Nguyên đã ghi dấu ấn một năm thành công khi tỉnh vừa kết nối tiêu thụ nông sản hiệu quả ở thị trường trong nước, vừa xuất khẩu đạt mức 1 tỷ đô la Mỹ. Trong khi các mặt hàng rau quả của các tỉnh Tây Nguyên có một năm vượt khó, thì các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như cà phê, cao su, hồ tiêu lại khai thông bế tắc, phát triển ấn tượng. Không chỉ tăng trưởng cao về kim ngạch xuất khẩu nông sản, Tây Nguyên còn thâm nhập mạnh mẽ hơn vào các thị trường khó tính như Nhật Bản và EU. Tuy nhiên, mặc dù Tây Nguyên có một số sản phẩm có giá trị xuất khẩu cao, nhưng nhìn chung sản xuất nông nghiệp còn phát triển tự phát theo phong trào, hiệu quả trên đơn vị diện tích chưa cao nên thu nhập và đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số còn thấp. Có 3 cái trụ cột. Một là thể chế, hai là hạ tầng kinh tế vùng chung và ba là nguồn nhân lực. Chúng ta đang phát triển tương đối đồng bộ và toàn diện. Tuy nhiên là cái điểm xuất phát của chúng ta còn chưa phải là cao. Cho nên 3 cái trụ cột này chúng ta cần phải phát huy. Như vậy chúng ta có thể thấy và khẳng định rằng nông nghiệp Tây Nguyên đã hội tụ đầy đủ yếu tố để kết nối chuỗi giá trị sản xuất với nhu cầu tiêu thụ ở các tỉnh, thành phố, vùng miền trên cả nước cũng như xuất khẩu tham gia ngày càng sâu vào chuỗi phân phối toàn cầu. Tại diễn đàn này, các đại biểu đã tập trung thảo luận chuyên sâu về việc đẩy mạnh kết nối cả ở trong và ngoài nước, mở rộng không gian tiêu thụ nông sản và nâng cao giá trị hàng nông sản Tây Nguyên khi tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, đổi mới mô hình phát triển từ chiều rộng sang chiều sâu, có giá trị gia tăng cao và bền vững, khai thác tài nguyên đi đôi với bảo vệ, bảo tồn, phát triển hệ sinh thái nông nghiệp và văn hóa truyền thống các dân tộc Tây Nguyên, tích hợp đa ngành đa giá trị, gắn kết chặt chẽ giữa các tỉnh vùng Tây Nguyên với các vùng kinh tế khác theo chuỗi giá trị. Để mà kết nối tiêu thụ nông sản tốt thì phải có các cái điều kiện cơ bản là các bên phải liên kết thật chặt chẽ và hoạt động hiệu quả. Tỉnh Đắk Lắk thì đã ban hành nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, của tỉnh ủy để thúc đẩy liên kết sản xuất. Tuy nhiên thì đúng là những năm gần đây thì cũng còn nhiều cái hạn chế trong cái liên kết sản xuất ở Đắk Lắk. Một là cái tỷ lệ người dân tham gia các chuỗi liên kết còn đang thấp. Thứ hai nữa là cái liên kết để mà phát triển các cái chuỗi tiêu thụ sản phẩm được xây dựng thương hiệu cũng đang còn hạn chế. Đắk nông phải nói là một trong những cái nơi mà có những cái loại nông sản rất là đặc biệt và rất ngon đấy. Ví dụ như là cà phê, tiêu, rồi bơ, sầu riêng và các loại trái cây khác như thế. Tuy nhiên là cái việc mà chúng ta chưa có tạo ra được một cái chuỗi cung ứng. Chuỗi cung ứng cho cái việc mà đầu ra của nông sản, đây là cái điểm nghẽn của chúng tôi hiện nay và chúng tôi đã rất nhiều lần cuộc họp tìm ra những nguyên nhân và hiện nay chúng tôi đang tập trung khắc phục để làm sao tạo được cái đường ra cho người nông dân. Hiện nay cái hệ thống phân phối của thành phố thì có được là 106 siêu thị, 2.895 cửa hàng tiện lợi, 28.700 cửa hàng tạp hóa, 27 chợ truyền thống và rất nhiều cái mạng lưới các cửa hàng cung ứng lương thực thực phẩm, các cơ sở chế biến, các điểm bán hàng lưu động. Thì tôi nghĩ rằng là nếu như mà tất cả các doanh nghiệp ở vùng Tây Nguyên cung ứng cho cái chuỗi nông sản và thương mại hàng hóa này thì rất là phù hợp. Bởi đây là sự kết nối rất là hiệu quả để làm sao có thể đẩy mạnh hơn tiêu thụ hàng hóa nông sản cho các tỉnh vùng Tây Nguyên. Ngành nông nghiệp Tây Nguyên đặt mục tiêu đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng GDP nông nghiệp toàn vùng đạt trên 3% một năm, với trọng tâm là kết nối chuỗi giá trị sản xuất và tiêu thụ nông sản, kiến nghị nhiều giải pháp để phát triển nông nghiệp Tây Nguyên, kết nối chuỗi giá trị sản xuất và tiêu thụ nông sản như đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp để nâng cao giá trị gia tăng, đổi mới cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, phát huy vai trò liên kết trong sản xuất nông nghiệp. Đầu tư phát triển hạ tầng nông nghiệp và xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, bình đẳng, tạo mọi điều kiện thuận lợi, thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn vào Tây Nguyên để khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh của vùng đất này.